trong cái năm đấy cư sĩ Lê Đức thì giới đức thành thật, giới không nói láo, không nói dối. Thế bây giờ đến đây với thầy rồi, có sư đến đây bảo là tôi đến với thầy với một điều kiện là thầy không được cho ai biết. Có nghĩa là ông ấy chưa giác ngộ. Ông ấy chưa giác ngộ thì ông có đến tu cũng bằng thừa. Vì sao ông chưa giác ngộ? Bởi vì là ông ta vẫn còn ôm lấy cái danh, tưởng là cái danh đấy của mình, tưởng là cái thân đấy của ông ta. Cho nên ông ta chưa buông xuống. Chưa buông xuống thì có nghĩa là ông ta sợ hãi. Sợ người ta biết đến thì người ta phỉ báng ông ta. Tức là cái tâm ông ta vẫn còn yếu hèn. Vì sao yếu hèn? Vì vẫn lo thì mình đi theo con đường của mình, đi theo bước chân mình thì mình sợ người ta chê trách. Tức là chê cái gì? Cái thân này. Mà ông ta vẫn chưa nhận ra cái thân của ông ta là gì? Cái thân của các cô là gì? Là cái cục thì thối. Thế mà cứ lo. Tôi theo ông ấy thì sợ người đời chê trách. Tu hành là hết sức tự nguyện. Mình đi theo chân mình là quyền của mình. Mà ngay trong pháp luật Việt Nam cũng quy định là quyền tự do. Tự do tín ngưỡng. Tôi đi theo cái gì là cái quyền của tôi. Không ai có quyền ngăn cản, không ai có quyền gì. Đấy, quyền tước đi cái quyền con người. Thế cho nên quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên mình đến đâu chơi thăm bạn nào, mình đến đâu là cái quyền tự do. Nhưng chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật là không tụ tập đông người, không có tổ chức gì. Tổ chức lễ nghi trái phép, không có tổ chức nơi thờ tự trái phép. Còn ở đây là các cô bạn thầy. Hả? Bạn thầy đến chơi thân thầy thì chia sẻ với nhau, vui chơi với nhau. Không có tổ chức lễ nghi, không tổ chức lập nơi thờ tự, không làm trái pháp luật. Thì có nghĩa là bạn với bạn, một quyền con người. Đến có quyền chia sẻ với nhau. Hả? Thì các cô quý thầy thì các cô gọi thầy là thầy thôi. Hả? Thầy không có lập tông, lập phái, không có cái gì cả, không có tổ chức cái này, cái kia, lễ nghi, đàn chay, tổ chức thờ tự. Thế ở đây là các trò, đây là các cô là bạn của các trò, đến thăm bạn và cầu đạo. Ở đây cái thầy trò là tất cả là cùng sống chung trong một ngôi làng, cùng nhau xây dựng một ngôi làng và cùng sống quần cư. Cùng xây dựng một nền đất an vui, sống theo hiến pháp và pháp luật. Ở đấy quyền của con người Việt Nam cho phép. Cho nên là sống định cư ở đây và gì? Giúp đỡ bạn lành bốn phương. Cho nên thầy trò gánh vác trách nhiệm cùng nhau và gì? Giúp đỡ mọi người. Thế như vậy là thành làng nguyên thủy. Làng thì nó gồm nhiều người. Hả? Thế nên cái quyền tự do của con người, người ta có quyền đi bằng chân mình. Không ai quyền cản. Bây giờ cô bảo vì làm sao mình không dám bước đi, vì làm sao sợ hãi phải che giấu đi. Con đi theo thầy nhưng con không, thầy đừng có nói nhá, đừng có đưa con lên nhá, nói ra sợ gì? Sợ người ta chê. Thế là cô vẫn còn sợ gì? Sợ cái danh, còn ôm chấp cái gì? Cái thân này chưa có buông xuống. Cái thân này của ta nó không là gì, không thuộc về ta, thì có nghĩa là ta không còn ôm lấy cái danh sắc. Cái tôi này của ta, cái này của ta, nên ta không sợ chê trách mà ta chọn lựa con đường theo cái gì? Theo cái nhân duyên của mình. Nó lành ta đến đây không đúng nữa thì ta lại đi chỗ khác, không ai. Ta sợ gì? Thế cho nên phải đi giới thành thật, phải đi giữa gì? Đi giữa đường, đi giữa ban ngày. Không đi gì? Cái người mà đi lén lút thì có phải không? Tại vì sao phải đi lén lút? Tại vì sợ hãi, sợ thì mất cái gì? Mất cái gì? Danh hão. Hả? Vì sao sợ mất danh hão? Vì vẫn còn coi thân này là của mình. Cho nên có thầy bảo, có xin đến tôi, thầy xin nhập thất chỗ thầy, học chia sẻ kinh nghiệm, học nhưng mà thầy, với điều kiện là thầy không được biết cho ai biết. Bảo thầy ơi, thôi thầy đừng có đến nữa đi. Thầy đến tốn cơm đó. Thầy có tu 10 năm nữa trong thất thì thầy cũng không thành đạo được. Vì thầy chưa giác ngộ chân lý. Chưa vượt qua được chính mình. Chưa buông được xuống. Chưa buông được xuống làm sao
chưa buông được cái tâm đời xuống làm sao mà học đạo được. Đời là đời, đạo là đạo chứ. Bây giờ chưa buông được cái lòng tham tâm đời, là tức là tâm tham đời, tiếc cái thân này, tham cái thân này, tiếc cái cuộc đời này, cho nên là chưa dám gì chết một lần. Chết, Đức Phật bảo kẻ dám chết một lần xứng danh đệ tử Thích Ca, cứ người một lần buông xuống hết, một lần buông xuống hết. Sống thôi chết bỏ, thế mà đi lại còn sợ nữa. Đã bỏ tu hành sống thôi chết bỏ mà đi lại còn sợ người ta biết, vì vẫn còn sợ hãi, vì vẫn còn ôm chấp chưa buông được xuống hết. Nên thầy có che giấu gì đâu, tu cái gì thì nói thẳng nó ra, theo ông nào nói luôn rồi. Thầy kể hết một lượt bao nhiêu ông sư phụ của thầy, e ngại gì đâu hả, không còn sợ hãi nữa, không còn sợ người ta chê trách nữa. Mình có sai lầm thì mình lại sửa, mình tu cho mình chứ tu cho ai đâu. Thế bây giờ mình tu cho mình chứ tu cho thiên hạ. Hay đạo Phật là tự đi vào chân mình, lấy chính mình làm đạo đến giờ mình tu cứu lấy chính mình lại đi tu cho thiên hạ. Tu cho thiên hạ chỉ có cái ông đại thừa, vì tu cho thiên hạ nên cứ mãi đi luôn theo luân hồi, thề nguyện này còn cứu hết cả thế gian này con mới lên bờ ra giác ngộ, thề nguyện mà chúng sinh vô biên, thề nguyện độ độ hết chúng sinh rồi con mới giải thoát. Thế thì ngu quá rồi, mình còn chưa cứu nổi thân mình đi, bây giờ mình không biết bơi mình nhảy xuống sông mình cứu người, có phải mình chết đuối không? Tu không xong mà mình chưa giải thoát mà đi cứu người thì không khác gì cái người không biết bơi mà bây giờ nhảy xuống sông cứu người, vừa tu vừa độ người. Thế là mình nói kéo, mình nó nắm tóc mình kéo chân chết chìm xuống sông. Thế bây giờ chúng sinh thì vô biên, trùng trùng duyên khởi, không có khởi đầu không kết thúc, thế mà lại độ hết người cuối cùng xong mới lên, còn mình mới đi lên nhà Phật thì mình có mà ngàn kiếp không giải thoát, vạn kiếp không giải thoát, có tỷ tỷ kiếp, vô lượng kiếp, vô lượng chúng sinh, vô lượng kiếp không giải thoát. Thế cho nên đạo đức nhà Phật là đạo đức thương mình, cứu mình trước. Đức Phật bảo không phải ta không thương cha mẹ ta, vợ con ta, mà ta ở nhà ta cũng chết, họ cũng chết, nên ta đi để tìm đường cứu ta trước, người ta sẽ trở về cứu với họ, mình phải cứu mình trước chứ. Thế bây giờ mình sợ người ta chê trách mình mà đi tu này thì đến đây thì sợ người ta bí mật không, sợ người ta chê trách, thế mình tu cho họ các cô thấy dở hơi không, sao mình sợ họ chê trách, mình đi tu mà mình lại còn sợ họ chê trách, thế hóa ra mình đi tu cho họ. Thế cũng bây giờ như trong nhà các cô bây giờ có phải không, trong nhà các cô bây giờ thì thế bây giờ mình làm cái việc gì hàng xóm nó nói ra nói vào thì mặc kệ nó chứ hả, thế mình làm cái việc gì cũng phải nghe ngóng cái hàng xóm nó thế này thế kia, thế hóa ra mình làm cho hàng xóm à? À, mình làm cho mình cơ mà. Thế bây giờ mình làm cho mình thì cái việc gì đúng mình làm, mình nghĩ đúng thì mình đi. Thế bây giờ làm cái việc gì mình cũng phải hỏi cuốc vườn rau trồng bắp cải, vào sang hỏi ông hàng xóm là ông ơi ông có cho phép tôi trồng bắp cải không à? Ông không cho phép trồng thì tôi không đi à, tôi không trồng à? Bây giờ các cô là cái quyền của các cô, quyền con người, quyền ngày xưa người ta còn cấm đoán thế nào mà người ta còn vượt, những bà la môn cấm đoán thế nào, dòng họ lớn thế nào mà người ta còn vượt qua rào cản của bà la môn để đến với Phật, vượt hết. Nên có những cái cô đây mà bị người ta nói mãi, mà có cô ở Huế phải trốn 3 lần nhé, sư Đức Trung kia kìa, phải rình đúng lúc mà sơ hở ra mới, bởi vì người ta giữ đi là người ta ấy, mà ông bây giờ ông ở Ba Vì chỗ nhà Huế cũng phải trốn bằng được cái thôi, mà đi đi đang đi bảo đi lấy lý do đi ra ngoài khỏi chùa, cái đi đi luôn trốn luôn ra ngoài đến Hà Nội hết tiền phải xin tiền Phật tử để đi về nốt. Ngày xưa Đức Phật cũng phải trốn nhà đi cơ mà. Ngày nay thì mình cư sĩ mình đã có nhân quả thế rồi, bây giờ có pháp lành trưởng lão dựng lại cuộc sống đời tu hành Phật trong tay thì mình ở nhà tùy thuận nhẫn nhục mà mình chuyển hóa rồi mình cũng phải gì, lúc mình phải tu chứ. Bây giờ mình tu ở cư sĩ hết sinh khổ rồi, trên nhân quả cuộc sống hết phiền não khổ đau, cũng có lúc phải nhập thất mà tu hành, bởi vì không biệt chú độc cư này nó không dứt hết lậu hoặc, thì không làm chủ sinh tử, không làm chủ sinh tử cứ ôm mãi cái tâm đời hơn thua được mất ấy, thì cuối cùng mình tu trưởng lão bảo tu cái kiểu nửa vời,
Các cô hiểu không? Tối nay thầy chia sẻ cái bài bất động trước nhân quả. Các cô biết đời là đời, đạo là đạo. Mà cứ ôm chạy theo nhân quả của đời ấy, lúc thì sướng, lúc thì thiện, lúc thì ác, lúc thì được, lúc thì mất, chạy theo nó rồi cuối cùng ta chết chìm trong nhân quả. Người sinh tình cảm chết đi theo nhân quả, trôi lăn theo nhân quả. Cho nên mình cứ chạy ôm lấy cái nhân quả thiện ác cuộc đời này thì có mà muôn đời không thoát. Cho nên là vì gì? Sợ hãi. Sợ hãi trước nhân quả mà. Nhân quả thì nó ngàn đời ngàn kiếp rồi. Giờ lại còn tu thì sợ người ta chê trách. Mình tu rồi còn sợ người ta chê trách. Đến lúc này cứu hết chúng sinh lên bờ giác ngộ mình mới lên là mình toi rồi hả? Cái đồ lừa bịp. Mấy cái ông tổ tàu lừa bịp, ông lừa người ta như thế để ông bảo bây giờ tu không luân hồi, tôi vừa tu vừa độ người, xong đến lúc à ai tu hành cái cũng đi ra dạy người, xong rồi chưa tu xong rồi. Nên mà thầy đã thành Bồ Tát đâu, thầy vừa tu vừa độ người mà. Thế là toàn những cái ông hâm hâm dở dở ra độ người hả? Ông sân si đụng đến thì bà chằng bà tám cũng ra làm thầy độ người. Thế rồi cuối cùng thì độ cái ông hâm thì độ thành cái ông hâm nốt. Nên đi chùa thì cứ hâm hâm dở dở với nhau hết cả hả? Phật tử thì cũng thế, học theo thầy tu rồi không hết sân si về chửi nhau chí chóe. Thế cho nên là ở đây là người ta không không vượt qua được chính mình. Cái bản ngã là cái lớn nhất. Nọ có sư đấy ở ở chùa Ngọc Thanh ấy. Vì người ta hay 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 nói ông Pháp Lưu, mà vì nghe ông Pháp Lưu và đến đây rồi đấy, sư đến đây rồi nhá, biết ở đây tu bằng thật, ở đây hiền lành bằng thật, ở đây đúng là cuộc sống giới luật, ở đây đúng là cuộc sống thanh tịnh rồi, biết rõ ràng rồi đó, đến thăm rồi đó mà khen ngợi gọi người khác đến đây tu, Gọi Phật khuyên tử rồi, đến tu thế mà còn bản thân mình thì bảo không thầy phải bí mật nhé, không thì không đi đâu. tu. Thế mà thầy mà như thế đấy thì thôi thầy đừng có đến, mà thầy có đến đây ấy, thầy tu tu trong bí mật đấy thì thầy phải tu thêm 1.000 kiếp nữa, thì cái thất này bao giờ nó thành cát bụi, thì có thể xây thêm 100 cái thất nữa chưa chứng đạo. Cái bản ngã không vượt qua danh, trưởng lão của tu cuối cùng tu cái danh. Tối nay thầy nói tu cái danh, tu cái lợi ích. Từ cái chuyện vừa bất động trước nhân quả, vượt qua nhân quả, thầy sẽ nói cái chuyện nhân quả thiện ác và thế nào là tu. Trưởng lão ở bếp tu viện, trưởng lão có giảng bài cuối cùng bếp tu viện. Các con mà tu cái danh, mà tu cái pháp lợi ích ấy, thì các con bao giờ mới chứng đạo đây? Các con có chịu buông xuống đâu, có bất động trước nhân quả đâu. Cứ chạy theo cái danh, chạy theo cái pháp lợi ích, tu mong cho mình mạnh khỏe, tu không chịu buông rời đó, không chịu sống thôi chết bỏ, ôm lấy mà. Người ta tu từ từ vào đến sơ thiện rồi, vào đến con đường thiện rồi, người ta phải tiến tiếp sơ thiện trung thiện rồi. Bắt đầu người ta tiến tiếp rồi. Người ta chân đạo rồi mà, thiện đạo, bắt đầu tu đến thiện đạo để ăn lành rồi. Tu đến 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 trực đạo, trực diện với nó, mà đến chân đạo là cái cuối cùng, là cái pháp bất động ấy, bất động trước mọi nhân quả đấy. Tu đầu tiên là nhân quả thiện hả? Sống theo nhân quả thiện để an ổn thọ mạng, chánh mạng mà, chánh nghiệp chánh mạng mà. Xong tu đến 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 chân quả thiện rồi thì thiện đạo rồi thì phải tu đến đây, trực đạo, nhìn nhận ra sự thực, rồi đến với cái chân chánh cuối cùng là cái pháp giải thoát hả? Bất động mà tu tuần nửa chừng ấy, đến thiện rồi vui hả? Vui cảnh thần tiên, vui cảnh an vui hạnh phúc, và mọi hạnh phúc trên thế gian đều là đau khổ. Đức Phật Thích Ca nói mọi hạnh phúc trên thế gian đều là đau khổ, bởi vì sao? Cái hạnh phúc này nó không thật có, nó giả tạm vô thường. Con có vui sướng hạnh phúc đến bao nhiêu, vui đến bao nhiêu thì con cũng phải xả lạc xả thọ hả? Xả cái an lạc ấy. Mình nhận thức ra đến tứ niệm xứ này, xả lạc xả thọ xả khổ, cái niềm vui thì thọ lạc khổ đấy nó có phải đi theo mình được đâu. Mình chết mà ngồi đấy mà lạc lạc mãi, phải thông lạc mới đúng. Đây cứ đạn lạc hả? Thầy thì thông lạc, xả lạc xả thọ xả khổ, mình thì loạn lạc. Tôi không biết xả khổ mà,
Cái người tu mà không biết xả khổ thì tu chứ không biết xả lạc xả thọ, không nhận thức ra vô thường vô ngã, ôm lấy mãi mà. Trưởng lão bảo cuối cùng ôm lấy mãi, ôm chánh pháp để làm tà pháp mà. Nên càng tu càng nuôi cái ngã. Trưởng lão bảo các con càng tu các con càng nuôi cái ngã. Ngã là gì? Cái bản ngã thiện của các con ấy, không rời là cái bản ngã thiện ác ấy, là cứ mãi ôm lấy rồi sung sướng trong cái đó thì xả, không chịu xả lạc. Xả lạc thì nó mới thông lạc chứ. Không xả lạc thì nó thành gì? Nó thành loạn lạc. Xả lạc, xả thọ, xả khổ mà. Những cái niềm vui này nó không thuộc về ta. Sự thanh thản này, an lạc này nó cũng mãi, nó cũng không thuộc về ta. Vì nó tâm này là vô thường. Thế cho nên mới phải quán biết tứ niệm xứ. Cái tâm này là vô thường. Thanh thản, an lạc này cũng là vô thường. Hả? Thanh thản, an lạc, cái tâm này mà. Nó chỉ là vô ngã, không thuộc về ta. Nó đều ôm chấp đến, nó đều là cái khổ cả. Ôm cái an lạc, cái kiếp sau đi làm chư thiên tương ứng. Hả? Tái sinh làm người thiện. Lại nẻo luân hồi tiếp theo. Bất động. Tối nay thầy nói cái chuyện trong tu viện ngày xưa. Trong tu viện thầy biết hết mà. Ngày xưa thì tại sao cô Út, thì tại sao mọi người cứ thích an lạc, cứ thích ấy. Cô Út quấy phá rồi, cô Út lừa trưởng lão rồi. Người ta cài cắm vào lừa trưởng lão rồi, người học trò cứ chê trách trưởng lão là tại sao thầy không như thế, thầy không nghiêm minh. Rồi. Cứ yêu cầu trưởng lão phải làm cái này, yêu cầu trưởng lão không nghe. Trưởng lão để cho mà lấy đối tượng mà xả đi thì không lấy. Gặp cái bà Trằng ấy, bà chửi, bà nấu vừa nấu cơm, đến xin cơm bà chửi lên thì cứ bảo trưởng lão tại sao trưởng lão lại chọn người như thế, tại sao trưởng lão lại không, sắp đến trưởng lão lại không biết gì. Có người có khi còn chửi trưởng lão ông ngu thế. Nhưng có khi còn người ta vào người ta lừa mình rồi mà vẫn cứ biết thừa rồi, mà vẫn cứ gì, vẫn cứ tẳng lờ đi. Trong trưởng lão của các con phải lấy đó làm đối tượng. Mình phải xả, bất động ha. Không có gì. Sau này người ta bảo trưởng lão dễ dãi quá, cái gì trưởng lão dễ dãi quá. Xong người bảo tôi mà sau này lập tu viện là tôi không như trưởng lão đâu. Tôi là tôi phải nghiêm khắc, tôi không như trưởng lão đâu. Trưởng lão là dễ tính quá rồi, trưởng lão là tùy thuận quá, trưởng lão thì từ bi quá. Chả hiểu cái gì hết. Người ta nói trưởng lão ấy. Trưởng lão mới bảo thế giỏi hơn Phật, hơn thầy thì đi đi lập tu viện. Tu viện mà chết chung với nhau hả? Dù có gì đi chăng nữa, kệ nhân quả hả? Luật nhân quả, mình bất động trước nhân quả, biết thừa cái nhân quả ngàn đời ngàn kiếp trả bao giờ cho hết. Nhân nhân quả nó đến, phải bất động trước nhân quả. Tối nay thầy chia sẻ cái bài này, rồi thầy nói là sang năm ấy. Cái nhân quả đâu, nó luật nhân quả mà. Đấy, các con qua thầy chia sẻ với các con đấy. Sang năm chuyện động trời nhân quả nó ập xuống rồi. Nó còn loạn nữa đấy. Loạn ầm ầm ấy. Sang năm nó còn đổ vỡ cái rầm một cái. Nhanh thì đầu năm, mà sớm thì giữa giữa năm, hoặc lâu thì cũng cuối cuối năm. Nó đổ cái sầm một cái, quả này nó quả cái đổ này còn. Nhân quả ập xuống còn rung động, còn khủng khiếp, náo loạn kìa. Các con cứ chờ xem. Con nhìn thấy cái nhân quả đấy chưa? Nhân quả đấy là nhân quả khủng khiếp luôn. Nhân quả của các vị tạo ra. Nhân quả này là cái nhân quả mà phỉ báng A-la-hán. Nhân quả phỉ báng trưởng lão. Phỉ báng một bậc A-la-hán. Nó đổ rầm kinh khủng luôn. Sang năm con nhìn thấy cái này nó còn làm cho nhiều người bàng hoàng. Sang năm xem. Thầy nói ông trai thế nào. Cho nên các con cứ ngồi chờ xem. Đối chứng lại lời thầy xem. Thầy nói ở đây cô Tâm Thuận biết bao nhiêu. Bao nhiêu vụ rồi nó sẽ xảy ra như thế. Nó xảy ra đúng thế. Thầy mà kệ luôn. Có đánh, có chửi thầy, có lừa thầy, thầy mà kệ luôn. Nên thầy không có. Có khi là thầy thiện xảo, thầy chuyển hóa nó để cho giữ yên ổn. Nhưng có khi thầy để mà kệ cho lãnh nhân quả mới biết mặt. Thế cho nên phỉ báng trưởng lão là cái việc làm hôm qua các con nói. Thầy có nói với các con cái việc làm phỉ báng trưởng lão một cái thậm tệ như thế. Là cái chuyện nó sẽ đổ cái lầm mới là cái chắc. Thầy nhìn một con mắt nhân quả. Sang năm nhé.
sống dài dài, giữ gìn tu hành chánh mạng, đừng để cho bị chết ốm đau. Tháng năm chờ nhân quả nó xem cho vở kịch, vở kịch. Đúng, sao được, ai phải lo tự cứu mình. Còn nó nhân quả nó có đổ rầm một cái, làng tu này vẫn an vui như thường, vẫn bất động trước nhân quả. Hả? Trời nó sập chứ thầy có sập đâu. Tâm thầy vững như núi. Nàng vẫn yên vui, thầy trò vẫn cơm ngày bữa. Vẫn vui vẻ sống ẩn cư. Vẫn vui tiếp bạn bè bốn phương, chia đều sẻ điều lành. Nó đổ là việc của nó chứ, có phải việc của thầy đâu. Cái gì mà bao giờ nó đến thầy thì thầy vui vẻ đón nhận đấy. Nó không phải của thầy thì ôm lấy làm gì. Nhưng mà thầy có duyên thì thương thì thầy khuyên, khuyên ông nghe thôi. Mà chắc gì bây giờ thầy nói họ đã nghe. Khi nào họ đến cầu thầy, thầy nói ra thì họ nghe thì may họ thoát. Chưa chắc đã thoát. Nặng quá rồi, bệnh nan y khó chữa quá rồi. Bây giờ muộn rồi, uống thuốc rồi không kịp. Nhìn cái nhân quả nó hay lắm đó. Thầy nói đây ít chạch lắm. Con thấy cái đá trước này, thầy bảo 37, 21 ngày tan chưa? Tan đàn rồi, hỏng hết rồi, đôi đầu hết rồi. Nhưng cái đây là những cái chuyện vặt vãnh. Những cái chuyện, còn cái chuyện nó lớn hơn cơ. Nó ảnh hưởng đến bao nhiêu người đấy chứ. Đây là tự chứ mình không thèm, ngồi mình xem thôi. Các con ngồi xem thôi, cứ nghe thầy ngồi xem thôi. Nhá. Ai có duyên thì mình chỉ cho người ta thoát ra. Người ta chuẩn bị tinh thần, người ta thoát. Ý ra còn đấy là có người có duyên, có phúc. Bạn bè thân hữu, những cái gì đó rõ ràng thì mình biết là nó không, sau này nó không bị gì, không bị buồn khổ, bị hoang mang. Cái chuyện mà người ta đi theo nhân quả ấy, do người ta chứ mình cũng không thể thương nói được. Thương sao được, không thể thương được. Cho nên là mình phải hiểu luật nhân quả. Người nào bất động trước nhân quả, dù nhân quả quá khứ có đến đâu, cái ngày nay có thế nào, bất động trước nhân quả mình giải thoát, không còn tương ưng nghiệp nhân quả thiện ác nữa. Từ trường nhân quả, không còn luân hồi sinh tử. Còn lại cái người mà vẫn còn trong cái vòng nhân quả vô minh ấy thì còn xa rời, còn lâu, chết chìm cả một đời tu uổng phí đấy. Cuối cùng đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Người cư sĩ phải đời cũng trọn vẹn, đạo cũng xong. Nhưng mà ở đây trọn vẹn là cái gì? Là mình hết sinh khổ, nghĩa là mình trọn vẹn. Mình không buồn khổ vì cuộc đời này nữa. Có nghĩa là mình xong cái việc đời. Đạo cũng xong là phải bất động, phải không còn sinh tử luân hồi. Chứ đến lúc ở lại trôi theo nhân quả đời người cũng lại kiếp sau. Kiếp sau dù có sinh ra vương tôn, dù có sinh ra chư thiên, kiếp sau lại phải tu lại. Mất đi một kiếp cứ tu đi tu lại làm gì. Tu lại còn cái kiểu tu đến bao giờ hết chúng sinh thì mới thôi, thì chết. Ngu quá. Chiều mấy giờ về, 3 giờ hả? Vân nhá. Người Yên Bái nhá, phải làm nòng cốt nhá. Chúng ta bây giờ thầy về đây rồi, quê hương Yên Bái nhá. Về đây rồi thầy trò quây quần bên nhau các trò. Ở đây là chúng ta nói gì thì nói chứ, đất có thổ công, sông có hà bá. Chúng ta là chủ nhà. Để với các bạn thì chúng ta phải trọn vẹn cái nghĩa chủ nhà. Mình là quê hương mình, ở đây thì đón bạn bè quê hương mọi nơi thì giúp đỡ rồi sống an vui thầy trò, rồi sống thành để xây dựng quê hương mình tươi đẹp, xây dựng cuộc sống an hòa để tu thành đạo Phật, rồi sống để đóng góp nghĩa vụ công hiến, sống tu tập giải thoát. Cho nên mà là thầy trò về đây là không cái mục đích gì khác, không có tham gia cái hội hè gì hết, tham gia một cái gì hết. Không có tham gia những cái việc gì, kể nhất là những cái việc mà phản dân hại nước, chống đối chính quyền.
những cái việc chống đối vua quan, chống đối chính quyền là các con phải cấm kỵ. Mình là con người đang sống trên pháp luật Việt Nam, sống thì ở đâu phải âu đấy, các cụ bảo ở đâu âu đấy, mà mình phải biết tôn trọng pháp luật, mình phải biết tôn trọng chính quyền. Mình dù họ có thế nào, dù họ có khó khăn thế nào, chúng ta phải tôn trọng. Bởi vì sao? Đừng có dính nhân quả mất đầu được. Chúng ta phải sống thuận thành. Thậm chí con người cư sĩ phải biết yêu quê hương, yêu tổ quốc, sống thiện lành, giúp đỡ bà con, sống hòa ái xung quanh, lập nên cái miền đất an vui cùng thầy. Trong đời sống rồi tu tập giải thoát, yên cư, an cư mới lạc nghiệp được mà. Bây giờ muốn cái nghiệp sân si của mình nó hết thì lạc nghiệp mà, thì phải an cư, phải sống thảnh thơi, buông bỏ, phải sống chăm lo cái việc đời sống của mình, chăm lấy mình ấy nhé, thương cái bản thân mình, giúp đỡ bạn bè bốn phương. Trong cái tinh thần hòa ái thì mình có cao thượng thêm, từ bi hỷ xả này mình tu tập, không phải là tu thành con cóc đâu. Yên Bái làm gương, làm ngọn cờ đầu đi nhá. Tây Bắc tổ quốc làm ngọn cờ đầu đi, xây dựng miền đất làng quê yên vui đi cho các nơi khác họ học. Các con phải tự hào cái việc đó, thầy về Yên Bái rồi, cùng chung sức chung lòng cùng bà con quê hương rồi, vừa gì, vừa sống trọn vẹn chánh nghiệp chánh mạng an vui của đời cư sĩ, chánh tinh tấn để chúng ta tiến lên, ha, tiến về quả vị Phật. Nên các con cứ thỉnh thoảng này sau này tính toán nhá, thầy lúc nào cũng có thì có ghế cho các con ngồi, ha, về không sợ về mất chỗ đâu. Thầy tính cả rồi, thầy tính xa lắm. Thầy tính xa lắm, chỉ có những người dốt nát thì không thích an cư lạc nghiệp thôi. Trưởng lão bảo dặn là các con sau này phải tìm nơi an ổn mà tu tập. Sau trưởng lão mới dặn các con là các con đến chỗ nào mà chỉ có ăn mới chơi mới tu thôi. Đến nữa đó. Đến đấy để buông bỏ, để tu tập, để sống hạnh phúc rồi. Sau thì tu xong rồi tâm nó ly tham ly sân ly si thì mới đóng góp cho gì, thực hiện cái chánh kiến chánh tư duy, hết tham sân si rồi mà, mới đóng góp cho lời nói tốt lành cho dân chúng, rồi đóng góp cái sự nghiệp cho dân chúng tốt, đóng góp bạn lợi mình lợi người nhé, sống yên vui, không màng chuyện gì, chuyện vô ích. Tâm quay vào trong, tu tập chánh định. Cho nên là, đấy, hơn 20-25 thầy trò nòng cốt 2 năm nay yên vui lập làng, với sự gì, hoan hỷ của bạn bè bốn phương, thầy trò khắp nơi. Thầy trò yên vui xây dựng cơ đồ chánh pháp. Mình xây lấy mà. Có phải hạnh phúc không, cứ phải lo lắng việc này việc kia. 2 năm nay thầy, người thì nghe kẻ xấu xúi dục bỏ đi, người thì thế này thế kia, 25 thầy trò vẫn, đấy là 25 quân nòng cốt ấy, vẫn yên vui, lúc nào cũng mỉm cười, mỗi ngày làm thêm một chút, mỗi ngày tiến lên một chút, có gì đâu. Những người thì hoang mang dao động, những người thế này thế kia, vì họ không quay vào trong chiến thắng chính mình để cùng lập lên đạo nghiệp, cùng công đức, cứ chạy đây chạy đó, rồi cuối cùng chạy cả cuộc đời, chạy theo nhân quả, chẳng đi đâu vào đâu với đâu cả. Ở trong đấy ngày xưa cái đám của con là họ phá, thầy biết mà. Nó tuyên bố thôi mà. Hôm nào thầy vào trong đấy, thầy vào trong đấy, thầy định là mấy hôm dạo này việc nó nhiều rồi, nhiều cái việc nó thầy cần nghỉ ngơi dăm bữa chục hôm, thầy định lên cái đỉnh núi Tả Chí Nhù ấy, đúng rồi, lên tận đỉnh Tả Chí Nhù, mùa này nó bắt đầu lạnh rồi, thầy lên đấy thầy nghỉ ngơi. Trên đấy mây trắng bốn mùa, mùa này hoa cỏ tím ngát, Tả Chí Nhù thì... không lạnh lắm đâu, chỉ có từ không đến năm thôi.
Nó không lạnh lắm, nó chỉ khoảng 0 đến 5 độ thôi. Nhưng mà cái máu của thầy nó không bị đóng băng. Thầy thích không khí lạnh nhá. Bởi vì quanh năm từ nhỏ đến lớn toàn ở núi tuyết. Thầy ở 15 năm vùng núi lạnh, thường xuống 0 độ C. Đi giày này này, mà giày ướt là nó còn cứng đế giày, nước đóng băng. Sáng ra đấy dẫm vũng nước ở sân nó cứng đơ, trượt cái oạch cái băng. Ở đây có đỉnh Tà Chi Nhô là lại đẹp, mùa này lên mây trắng, cái hoa hoa dại nó nở khắp đỉnh núi. Nào thầy vào trong đấy, thầy đi qua thầy vào. Thầy ghé qua đấy xong thầy lên Tà Chi Nhô thầy nghỉ. Thầy khi nào mệt nhọc, cần tĩnh dưỡng thầy toàn lên tận đỉnh núi thầy nghỉ. Nghỉ nằm đấy, chẳng ăn uống thì nằm chơi đấy, chục ngày nghỉ về. Ăn dưỡng, ăn tịnh. Về lấy năng lượng về tiếp tục, tục sự nghiệp. Các con cứ quây quần về đây à. Yên Bái làm nòng cốt, đất có thổ công, sông có hà bá. Thầy trò quây quần với nhau, xây dựng quê hương mình và giúp đỡ bạn bè. Trưởng lão ước mong có làng Nguyên Thủy. Bây giờ có rồi, chúng ta phải phát triển gìn giữ nó để thực hiện nốt cái ước nguyện của trưởng lão để cho nó thành hiện thực, để cho thế gian thấy điều lành. Điều lành mà tin theo, nghe theo.